Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay là mùng 2 Tết. Mình đến chùa để cầu bình an. Năm nào cũng vậy. Chùa Châu Đốc, An Giang. Đến chùa mong rằng chỉ để cầu bình an. Được một năm khỏe mạnh. Làm ăn gặp nhiều may mắn. Đây là cây mai tại chùa Núi Bà, Châu Đốc, An Giang. Đứng đây luôn á. Rồi, xe lên núi không anh? Đang áo miệng làm kiểu kìa.